Thảo mới nói Rồi cái này cho nó cơm đi. Hai chị vô cho cơm nè. Cường vô. Vô cường. Vô cường. Vô cường. Vô cường. Đứng nó được rồi. Vô vô đây. Đó. Vô trong trong rồi. Không hớt rồi. Từ từ. Một. Hai. Hai. Ba. Em ghi nhanh chóng cho được hình luôn kìa. Ưỡn ngực ra. Em biết gì đâu.
vào cái buổi Gui Pa Acoustic mà ý tưởng sáng tạo đầu tiên là do anh Nam Trần, tức là anh Nhân đề xuất. Mời mọi người chào chàng khóa tay. Buổi hôm nay thì là một buổi cà phê và chúng ta sẽ cùng hát cho nhau nghe là chính. Thì mình sẽ xin nhường lại khấu này cho anh Nhân ha. Anh Nhân sẽ nhắc dẫn dắt chương trình ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu chương trình thì chúng ta phải phải cảm ơn ban nhạc trước đúng không ạ? Chúng ta sẽ giới thiệu lại ban nhạc ngày hôm nay có hai tay của ta là anh Nhân, anh Nam Trần, rồi bên tay trái của mình, bên tay phải mình đây là Trần Phu. À, ca sô là bạn gì đó? Trọng. Trọng. Đề nghị mọi người cho một tràng pháo tay. Và cũng phải xin cảm ơn bạn Trịnh Đỗ Nguyên là một người rất là hái để tổ chức cái gì đây hôm nay là kỳ đó. Thật sự là hơi tiếc là tại vì trước là lúc đó mọi người đăng ký đồng quá cho nên mình không có dám nhận thêm, nhưng mà đến bây giờ thì không số bạn đang gọi lại thì mình nó sẽ tới liền, nhưng mà có thể là mọi người không có quen, có thể người ta thấy thời gian để từ 2 giờ 6 giờ người ta đến giờ nào nó cũng tới, cho nên nó không, có thể là không, cái số lượng không như ý của mình, nhưng mà không sao, tại vì chúng ta cũng không biểu diễn cho ai, chúng ta chỉ hát nhau nghe mà thôi. Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay đầu tiên thì theo sự sắp đặt của anh Nam Trần đã dành cái vinh dự đầu tiên hát bài đầu tiên để khai mạc buổi Guitar Acoustic One lần phần thứ nhất của quán toán ngày hôm nay, đó là dành cho chị Hoa Nắng Như vậy là anh đã cố tình giành vinh dự hát bài đầu tiên của ngày hôm nay, đó chính là anh Đa Nam Trần. Và anh Đa Nam Trần sẽ biểu diễn với chúng ta một bài hát đầy không khí của ngày Noel sắp tới với tựa đề là Hai Mùa Noel. Đề nghị mọi người cho một tràng pháo tay với bài hát đầu tiên Hai Mùa Noel. Alo. 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 Xin gửi đến mọi người một nhạc phẩm về Noel đã giới thiệu rồi. Chúng ta quên mình sao rồi.
nhìn nhau không nói nên câu, vì biết nói nhau gì đâu. Rồi Noel qua, chúng ta chia tay giã từ. Rất là tự nhiên.
lực cho những người kế tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái bản ballad rất là hay cho anh bạn súp bò. Đích là chuyện với cái tay súp bò và một mình bài họ là chuyện Vĩnh Hưng và bạn đích chuyện với tay là chuyện Đỗ Huyên sẽ song ca một bài hát rất hay. Thật sự là cái bài này mà hôm trước mà có tập dượt rồi là mình về mình coi bác ta mình cứ coi đi coi lại tại sao mình lại không chọn để hát với Trịnh Hữu Nguyên. Ganh tị rồi. Có hơi một chút ganh tị. Coi đi coi lại cái số view của ta. Sẽ đón chào song ca cũng mưa tình yêu do xuất bọn của Trịnh Hữu Nguyên song ca. Mọi người là chúng ta có chuẩn bị sẵn bông hồng ở đây nha các bạn. Các bạn nào mà hâm mộ ca sĩ nào chúng ta có thể lấy cái bông hồng ở đây để đặt cho bạn. Có hai cách. Một là chúng ta sẵn một, và hai là chúng ta dùng cái thằng ở dưới ta. Chị My có cái gì mà không ăn thì cứ chừa lại. Có cái gì mà không ăn thì cứ chừa lại. Cà chua. Cầm mới nữa, chị ngồi đi hả em, ngồi không bỏ chị quên kia luôn. Con cởi cái tay rồi.
nhất của mình đó, khi nghe bài hát này thì như là trong đám cưới của Trịnh Đạo Uyên. Có đâu, nhớ lầm rồi. Trịnh Đạo Uyên là ai đó? Lộn luôn. Có con dâu với rể hát bài này. Sao anh và sao em? À, sao anh và sao em hả? Vậy là không phải cái bài này. Vậy là ấn tượng quá. Ấn tượng lộn. À, và kế tiếp ha, chúng ta sẽ hát một bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Dương Thụ, do ca sĩ em của Trịnh Đạo Uyên tức là bị dụ dỗ do diễn đàn quán tán sẽ biểu diễn một bài hát với tựa đề là Cho Em Một Ngày. Anh quay anh úp luôn nha. Gần quá. Thank you.
Trịnh Hồng Phượng rất là hay. Cái tiếp Trịnh thì xin giới thiệu với mọi người là một ca sĩ rất là nổi tiếng. Tại đáng lẽ là anh đã đi theo con đường chuyên nghiệp, nhưng mà khi anh rẽ vào web cái tán thì cuối cùng đã thành là vô cái tán. Đó chính là mình. Mình xin hát tặng mọi người một bài hát của sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn mang tên là Con Đường Màu Xanh. Thank you.
Kế toán SK thì chưa vô.